Ban biên tập kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Cực căng, danh tính đồng chí Z xóa sạch khung án Việt Á về số 0, Ngọc Anh hồn nhiên thoát trong gang tấc, bàn tiệc của vợ Bác Bảy giờ chỉ còn thanh lòng. Ở Việt Nam bây giờ, chỉ có vụ tham nhũng lớn hơn chứ không có vụ lớn nhất. Tại sao đùng một cái, cả hai phó thủ tướng đều đang còn trẻ, sung sức và thể hiện hết sức nhiệt tình trong suốt mấy năm chống dịch, lại được ngột từ nhiệm trên cơ sở nguyện vọng cá nhân? Rồi tại sao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đùng một cái rời chính trường cũng với lý do như trên? Tại sao ông Phúc phải chân tình? Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Dư luận đồn đoán chính gia đình ông Phúc có dính líu đến trùng cuối trong vụ Việt Á. Nhưng cho đến nay chưa có ai đưa được bằng chứng. Theo logic của cấu trúc câu ở trên thì còn một vế ngầm là có thể những người có bằng chứng thì lại không đưa ra dư luận. Tất cả chỉ là tin đồn. Lẽ ra, tin đồn liên quan đến một trong bốn chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước phải được các cơ quan chức năng truy nguyên và làm cho minh bạch ngay lập tức. Nhưng bấy nay, cả chính phủ lẫn Quốc hội và Đảng đều chỉ có những câu trả lời loanh quanh và mơ hồ, không thể thỏa mãn thắc mắc chính đáng của người dân. Mấy hôm nay, dư luận tập trung vào Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ yếu là vì con số khủng 2,5 triệu USD được Việt Á đút cho ông Long và sự hồn nhiên như cô tiên của Chu Ngọc Anh khi để quên trong góc phòng túi sách có 200.000 USD, gần 5 tỷ đồng, cũng của Việt Á đến tận khi dọn phòng chuyển trụ sở làm việc mới biết. Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện sắp tới sẽ phát triển quyết liệt hơn, hòng lôi được tay to hơn Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh ra tòa. Đồng chí Z là ai? Ngày 21 tháng 8, báo Việt Nam Finance đăng bài, nữ chuyên viên có quan hệ khủng tác động được lãnh đạo Bộ Y tế giúp sức cho Việt Á là ai? Bài báo có những chi tiết rất đặc sắc, dẫn nguồn từ kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng sự ảnh hưởng của đối tượng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Thường doanh nhân muốn hối lộ quan chức cấp cao phải tạo quen biết từ xa, kiểu lòng vòng đi chơi côn cùng, rồi có người đứng ra giới thiệu làm quen, hay nhờ vả các đầu mối trung gian, phan quốc Việt khác. Nói như dân mạng Việt Nam, Việt thằng thừng vác cục tiền vự đến thẳng mặt tất cả các lãnh đạo cần gặp, gần như cứ gặp xong là chốt hạ đánh đầu thằng đó. Chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong ngành, nhưng vào cuộc chơi này, Việt thẳng tay chi trước đến 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng để hối lộ, mà cơ quan điều tra tính ra tiền Việt là khoảng 106 tỷ đồng, tất cả đều bằng tiền mặt. Việt cũng cầm tất cả các quan chức tung hứng trong bàn tay. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh, lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận một lần hơn 200.000 USD. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhắn tin đòi mỗi lần đưa cả triệu USD để đi xử lý công việc. Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý nguyên phó thủ tướng Vũ Đức Đam can thiệp xuống Bộ Y tế để ký lại văn bản nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị mua sinh phẩm xét nghiệm của Việt Á, mở toang các cửa để cấp số đăng ký lưu hành cho kit xét nghiệm mà Việt Á xin. Cơ quan điều tra kết luận, hành động này của ông Trịnh đã tạo điều kiện để Việt Á biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thương mại của doanh nghiệp tư nhân này, giúp công ty này kinh doanh thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng. Ngoài các vị trên, bộ máy quan chức cao cấp nhiệt tình giúp đỡ cho Việt Á còn có Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh, Thư ký ông Nguyễn Thanh Long. Có chỗ dựa nào không để Việt tung tẩy sai phái các cán bộ cao cấp như sai người giúp việc nhà mình vậy? Với những gì đã xảy ra, hầu như không có khả năng đồng chí Z không biết việc Thủy và Linh dựa oai mình để kiếm trác từ các doanh nghiệp. Bởi nếu thanh liêm thì chỉ cần nghe hơi có kẻ nào bán đứng thanh danh uy tín của mình thì đã ra tay chặt đứt hoàn toàn. Để phòng leo thang và để đè những manh mối có ảnh hưởng khác cũng đang lăm le bán lẻ bán xỉ mình như vậy. Vấn đề là cơ quan điều tra và ban chỉ đạo chống tham nhũng có tìm được đủ bằng chứng để đưa đồng chí Z ra tòa hay không. Nhưng dù thật sự, các vụ đại án không có phùng cấp nào như tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù có thật sự lôi ra được những người cho đến nay vẫn giấu mặt, nhưng chính là người tổ chức và điều phối những đường dây tham nhũng tinh vi trên quy mô toàn quốc, thì trùng cuối của tất cả các đại án vẫn không phải là những cái tên ấy.
Chúng ta thấy đại án này khác hẳn về cách thức so với đại án chuyến bay giải cứu. Không doanh nghiệp nào bị gây khó khăn đến mức phải lòi tiền ra mua giấy phép và điều kiện kinh doanh, mà ngược lại, doanh nghiệp chủ động vác tiền đến các vị đại diện nhà nước. Nhưng bản chất hai vụ giống hệt nhau, đó là sự móc nối, cấu kết, đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp và các lãnh đạo cao cấp ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, cấp nào, cơ quan, đơn vị nào mà doanh nghiệp cần tới để bắt đầu một vụ làm ăn phi pháp. Từ cán bộ trung cấp đến các lãnh đạo cao cấp vẫn giao giảng về đạo lý làm người và sự thanh liêm trước đảng. Dưới gầm bàn lại thò tay nhận tiền triệu USD để chạy việc thuê cho Việt Á một cách nhẹ bẫng, thản nhiên, bình thường như tất nhiên nó phải thế. Không hề thấy sự cân nhắc, lo ngại, băn khoăn gì trước khi họ nhúng chàm. Nóng rực, thân tín của nữ chúa Thanh Nhàn ra đầu thú và trùm sắp bị lôi ra khỏi hàng, hoàn hồ tướng Tô Lâm tung bằng chứng thép, đình vào nơi quậy banh nóc đất mỏ dẹp loạn. Thưa quý vị, mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật. Thông tin này gây chấn động dư luận bởi chúng ta vẫn biết, nữ chúa trùm sò vụ này là Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn còn đang bị truy nã. Việc bà Phương ra đầu thú được coi là một chiến công lớn của Đại tướng Tô Lâm cũng như đệ tử Đình Văn Nơi. Thế nhưng, nhiều người đồn đoán phải chăng đây là một chiêu bài gì đó của Thanh Nhàn và thế lực cực bự đứng đằng sau. Cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin nóng nhất trong video. Thưa quý vị, theo Trung tướng Tôn Sô, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã. Vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, Bộ Công an đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Dù không bị xử lý hình sự liên quan tới vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, Bộ Công an kiến nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3 công ty AIC, Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty Mofa, Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Quý Thị, cựu trưởng phòng hành chính tổng hợp ban quản lý dự án Sở Y tế, cùng nhiều bị can khác bị đề nghị truy tố về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Lương Văn Tám, cựu giám đốc ban quản lý dự án Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú, cựu phó trưởng phòng quản lý giá Sở Tài chính Quảng Ninh. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty AIC. Các công ty thành viên và công ty do bị can Nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của công ty AIC. Trong tổ chức nội bộ công ty AIC, Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các phó tổng giám đốc, trưởng các ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, cùng với đó sử dụng công ty trong hệ sinh thái do Nhàn thành lập. Các công ty có quan hệ phụ thuộc, các công ty đối tác để tham gia dự thầu cho AIC. Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bị can Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC và Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3, trực tiếp thực hiện dự án. Mặc dù không có năng lực, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh hồ sơ, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Sau đó, bị cáo Nhàn còn chỉ đạo hợp thức hóa số liệu qua công ty kiểm toán KTV để công ty AIC đáp ứng hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, bị can Nhàn chỉ đạo ba cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái và các công ty có quan hệ phụ thuộc tham gia dự thầu với vai trò quân xanh cho công ty AIC trúng thầu. Qua đó, công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, công ty Mofa trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền 232,19 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.